Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em Khánh sẽ lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản. Một chiếc Toyota Vios bản G, bản đủ phiên bản số sàn, máy 1.5. Một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không quan đục. Những xe thì có tình trạng là thân vỏ zin nguyên bản, không đâm xô tai nạn. Máy cực kỳ là phê luôn. Một chiếc xe đẹp xuất sắc trong tầm giá quý bạn nhé. Đấy, sơn xi màu vàng cát thì Toyota Vios cũng rất là đẹp, màu đen, màu vàng cát. Đó là một trong những cái màu sơn mà khá là đẹp cho Toyota Vios. Đấy, một chiếc Toyota Vios đời đầu, bản G, bản đủ, xe gia đình sử dụng, không taxi, không khoan đục. Xe mang biển kiểm soát Bắc Giang 98A03947. Đó, biển Bắc Giang. Đấy, xe thì sơn xi rất là đẹp, sơn xi căng mọng, không một vết mũi cắn nào luôn. Hệ thống đèn đóm nguyên bản, không độ đẽo gì, đăng kiểm trong phút mốt thôi. Chiếc xe này thì vẫn đăng kiểm 1 năm quý bạn nhé. Vừa rồi thì đăng kiểm đã có cái luật mới rất là lợi cho những gia đình sử dụng, cho những người mà mua xe cho gia đình sử dụng. Rất đỡ phải đi đăng kiểm, đỡ tốn phí đăng kiểm nữa. Đó. Bản này thì trang bị động cơ 1.5, na răng đúc, phanh đĩa 4 bánh quý bạn ạ. Đó, Toyota Vios đời đầu. Bình xăng của dòng xe này chỉ trang bị bình xăng 42 lít thôi, còn ít hơn cả Hyundai Grand i10 bản hatchback. Một mẫu xe sedan đăng ký 5 chỗ ngồi. Đó, ghế da này. Đó, một chiếc xe đời đầu thì bao giờ nhà sản xuất cũng dồn vào đó rất nhiều tâm huyết quý bạn ạ. Đó. Trần lỉ nguyên bản này. Đó, hệ thống âm thanh là 4 loa. Đấy, chủ xe đã lên cả loa tép nữa. Đã, xe thì đã lên màn hình cam nùi. Đấy, âm thanh DVD. Cắm thẻ nhớ này. Đó, vô lăng 3 chấu. Đó, một chiếc xe với cái tầm giá chỉ nhô trăm thôi. Nhô trăm triệu đồng. Đấy, các bạn đã sử dụng một chiếc xe còn zin nguyên bản. Đó, bản đời G, gia đình sử dụng, không taxi, không hoàn đục. Hệ thống cột kèo keo chỉ là zin nguyên bản nhé. Zin nguyên bản. Đó, quả la răng này là răng đúc hợp kim nhôm, dạng đa chấu. Trang bị phanh đĩa 4 bánh. Phần cua lốp này miễn chê luôn các bạn nhé. Một chiếc xe đẹp xuất sắc trong tầm giá. Chiếc xe này thì bên em đã test, đã chạy thử rồi. Gầm vệ chắc, rô tuyên thước lái cực kỳ là chuẩn chỉ luôn. Côn số ngọt ngào. Động cơ 1.5 thì có mức tiêu thụ nhiên liệu đâu đó chỉ khoảng 6 lít rưỡi hỗn hợp thôi. Thậm chí chiếc xe này thì em đã đi trải nghiệm chạy thử được khá là nhiều từ khi mua về. Và mức tiêu thụ nhiên liệu thì chắc chỉ 6 lít 2 hỗn hợp thôi. Đó. Vô lăng 3 chấu. Đây là phần bảng táp lô trung tâm này, mặt ủng hộ đây, rất là đẹp nhé. Đấy, cổ kính, trần lỉ nguyên bản, hệ thống gương kính chỉnh điện. Đó, phần da này, đó, Toyota Vios đời đầu đến bây giờ mà còn đẹp như thế này các bạn ạ. Đây, hệ thống phao chỉ đây các bạn nhé. Đó, ôi zin nguyên bản, đẹp xuất sắc đây, phần ốc bản nề đây, chưa bao giờ đụng đến cà lê màu lết các bạn ạ. Đó, cửa em thả ra là tự vào nhá, không phải mạnh tay với gì cả. 4 quả lốp mới đét. Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị và các bạn mà em đưa lên. Quý vị và các bạn theo dõi kênh để tìm cho mình gia đình một mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại, với tầm tài chính của gia đình. Ở thời điểm hiện tại thì những chiếc xe sử dụng gia đình thì không còn quá xa lạ và cũng không còn quá đắt đỏ nữa. Một chiếc xe đi lại tránh mưa, tránh nắng, bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra thì một chiếc xe ô tô thì nó còn có cái giá trị vô hình, nâng tầm con người lên quý bạn nhé. Hệ thống sơn xi quá là đẹp. Hệ thống cột kèo keo chỉ 4 cánh này. Trước sau không đâm xô tai nạn gì cả. Một chiếc xe gia đình sử dụng rất là gìn giữ.
Xe thì hạn đăng kiểm tháng 7 2023. Đăng kiểm mới là bây giờ vẫn còn là 1 năm nữa các bạn nhé. Hệ thống phào chỉ đây. Thời điểm tháng 3 này thì bên em về rất là nhiều cái mẫu xe Toyota Vios với cái tầm giá chỉ loanh quanh 100 cộng thôi. Rất nhiều sự cạnh tranh và rất nhiều xe đẹp. Cũng phải nói thẳng với thật quý các bạn là năm vừa rồi thì bất động sản bị ảnh hưởng rất nhiều. Nên một số anh em làm bất động sản là không chịu được, phải bán xe đi. Và cái mức giá hiện tại thì nó cũng khá là mềm rồi. Đó. Phiên bản số sàn hộp số 5 cấp, dung tích xi lanh là 1.5, công suất cực đại của khối động cơ này là 107 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó khoảng 6 lít 3 đúng không? Hợp. Nội thất ghế da cực kỳ là đẹp. Rất là dày nhá. Đó, cửa tự vào luôn các bạn nhá, như cửa hít. Táp ly rồi thật ghế ra rất là đẹp, một chiếc xe đẹp xuất sắc quý quả. Đấy, xuất sắc trong cái tầm giá và cái đời của nó các bạn nhé. Đấy, phanh đĩa 4 bánh đi cực phanh cực êm luôn. Toyota Vios 1.5 bản G. Bản G thì lên từ 2007 là lên phiên bản số tự động nhé. Đấy, phần gầm bệ đây. Đó. Gầm bệ miễn chê luôn các bạn nhé. Vios đời đầu mà gầm bệ như này thì liệu có đối thủ nào không ạ? Bốn quả lốp mới. Chiếc xe này thì về quý các bạn là chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Không cần đầu tư bất kỳ một khoản phí nào khác. Toyota dòng xe hãng xe Toyota và Toyota Vios nói chung là một trong những mẫu xe khá là nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á, ví dụ hoặc là những nước lớn như là Trung Quốc chẳng hạn. Cũng sử dụng dòng xe đến từ thương hiệu Nhật Bản rất là nhiều. Đó, tạp lì rất là đẹp. Đấy, âm thanh cũng khá là ok nhé, vì lý do bản quyền em không test âm thanh cho các bạn được. Điều hòa hai chiều. Đấy, điều hòa cực kỳ là mát luôn. Sấy kính này, gió trong gió ngoài này. Ngoài đây có cái hộc để đồ rất là hay. Đấy, trên những cái Toyota Vios form mới thì này, cũng chưa có, nó lại không có cái để điện thoại đây. Ngày xưa mà đời đầu đã có cái chỗ để điện thoại rất là tiện, để cốc nước này. Phần yên ngựa còn rất là đẹp nhé. Vâng, một chiếc Toyota Vios 2003 đời đầu bản G gia đình sử dụng, không taxi, không khoan đục, còn zin nguyên bản. Cột keo keo chỉ trước sau đều zin. Máy thì cực kỳ là ngon, gầm bệ chắc. Mức tiêu thụ nhiên liệu rất tiết kiệm. Hiện tại thì chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 138 triệu đồng. 138 triệu đồng thì bên em còn bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, giao xe toàn quốc cho quý các bạn. Chiếc xe này thì chủ mã đầy đủ chuẩn pháp luật quý bạn nhé. Đó, cửa tự vào. Đó, có chiếc xe nào mà hơn trăm mà đóng cửa được như vậy không ạ? Đây, em sẽ cho quý các bạn xem phần khoang máy này. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Vios đời đầu, phiên bản bản G, phiên bản số sàn máy 1.5. Xe trang bị động cơ có trục cam kép van biến thiên thông minh. Cái động cơ này thì đến tận 2016, cuối 2016 thì lên máy mới thôi nhá. Máy này nó là huyền thoại các bạn. Cái động cơ này là huyền thoại nhá. Đấy. Nhật Bản thì người ta phát triển và đi lên từ những tiểu tiết, từ những chi tiết rất nhỏ.
những cái vật liệu làm nên cái động cơ này nó là cực kỳ tuyệt vời các bạn, cực kỳ tuyệt vời. Máy của Nhật thì siêu bền theo năm tháng, theo thời gian nhé. Và cái chất liệu này thì nó lại làm không bị nóng máy, tức là nó tản nhiệt rất là tốt. Dòng xe đi lại thì rất là bền và lành, ít hỏng vặt. Đồ đạc thay thế ở Việt Nam thì những cái đồ của Toyota Vios thì không thiếu gì các bạn, mà rất ít khi hỏng vặt. Ví dụ như hỏng vặt thì có thể điều hòa lâu ngày thì có thể nó sẽ hết ga, hoặc là hỏng cảm biến sơn e nhiệt, rồi cái lốc điều hòa nó kêu chẳng hạn, thì cái đó phải thay thôi. Còn những phần máy móc thì gần như là không phải làm gì cả, chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Đấy, trừ khi mà quý các bạn chạy xe mà không để ý đến cái phần nước làm mát của động cơ ô tô nhé. Dòng xe ô tô thì nước làm mát cực kỳ quan trọng. Đây là két chính này, nó chạy quanh động cơ, và đây là két phụ, nó nước dự trữ. Đây là dầu phanh các bạn nhé. Nước làm mát và dầu máy của cực kỳ quan trọng. Nếu các bạn quên, quên để dầu nó hết dầu, hoặc là rồi hết nước làm mát thì nó sẽ gây tổn hại cho máy, thì mới phải làm máy thôi. Còn bình thường khi các bạn chăm sóc đầy đủ thì nó cứ bền theo thời gian các bạn nhé. Đấy, vừa rồi thì ở bên Mỹ thì có một chiếc xe đến từ Toyota có chạy được 1,6 triệu vạn các bạn, và Toyota đã mua lại làm trưng bày và tặng cho chủ xe cũ một chiếc xe mới, mới tinh các bạn nhé. Phần thưởng cho người sử dụng xe của Toyota, bảo dưỡng tốt và trung thành với cả Toyota, chạy 1,6 triệu vạn mà vẫn sử dụng các bạn. Đấy, hệ thống đầu giảng đây, phần o tròn này nguyên bản nhé, sắt xì phía dưới nguyên bản, không đâm xô tai nạn. Đây các bạn, cái phần cản, đầu cản này, một chiếc xe đẹp zin nguyên bản, không thể chê đâu được. Động cơ này thì chỉ có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 6,3 lít hỗn hợp thôi. Máy được ngang dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập phía trước và treo phụ thuộc phía sau. Wow, điều chỉnh zin nguyên bản. Vâng, là một chiếc Toyota Vios đời đầu, phiên bản số sàn, máy 1.5 bản G, gia đình sử dụng, không taxi, không khoan độc gì cả. Xe mang biển kiểm soát Bắc Giang 98A03947. Hiện tại chiếc xe chỉ có mức giá đề xuất là 138 triệu đồng. 138 triệu đồng, bên đang bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, giao xe toàn quốc. Đấy, thì nếu quý vị các bạn nhiệt tình đến xem hoặc có nhu cầu mua chiếc xe này thì em còn sẽ bớt thêm cho, hỗ trợ quý vị các bạn đường đi lại. Đó. Vâng, quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này thì liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240, hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, xin được kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh Ô Tô Hay. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.